Thưa quý vị, tội phạm trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và sự phát triển không ngừng của công nghệ mới càng làm gia tăng tội phạm lợi dụng để lừa đảo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đảm bảo an ninh mạng, vì vậy đã và đang được các ngành chức năng tăng cường nhằm ngăn chặn hiệu quả, xử lý kịp thời các thủ đoạn phạm tội trên không gian mạng. ChatGPT mang lại nhiều tiện ích, tuy nhiên tiện ích này cũng là con dao hai lưỡi nếu áp dụng với mục đích xấu. Vì vậy đòi hỏi các cơ quan, nhà nước, doanh nghiệp, người dân phải nâng cao nhận thức, kỹ năng áp dụng công nghệ, thường xuyên cập nhật công nghệ mới. Cái cơ quan quản lý nhà nước, các cái doanh nghiệp, chúng ta cũng phải đồng hành để chúng ta triển khai các cái công nghệ mới, chúng ta theo kịp thời đại để chúng ta có thể là có đầy đủ các cái phương tiện để chúng ta có thể là triển khai các cái ứng dụng số và để phục vụ cho người dân và chúng ta phục vụ khách hàng của mình càng ngày càng an toàn hơn. Khoa học công nghệ không ngừng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cũng đồng thời làm phát sinh nhiều vấn đề, trong đó có thách thức về lừa đảo trực tuyến, mất an ninh mạng. Đẩy mạnh khai thác, ứng dụng hiệu quả công nghệ mới vào hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ nhu cầu công việc chính là cách xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh. Chúng ta làm sao phối hợp cùng với cộng đồng để xây dựng một cái môi trường số an toàn, lành mạnh. Cái môi trường số đó giúp cho các đối tượng từ cơ quan chính quyền, từ doanh nghiệp, từ những cá nhân có thể an tâm khi chúng ta thực hiện các giao dịch trên đó, thì đó là hỏi một cái sự hợp tác toàn diện của các hiệp hội, của các doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý nhà nước. Tôi cùng với là cơ quan quản lý nhà nước để chuẩn bị cho những cái cơ chế chính sách cũng như những cái luật lệ mà bảo vệ cho cơ quan và doanh nghiệp khi mà ứng dụng các công nghệ cao, đặc biệt trong cái mảng mà những cái cơ quan trọng yếu quốc gia về nền kinh tế. Đề án tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng internet của Bộ Thông tin và Truyền thông được triển khai, góp phần cụ thể hóa chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm mạng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. Chính phủ, các bộ ngành đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật, góp phần giảm thiểu hơn nữa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.